Trộm cứu hộ trái tim. Nghĩa bị An Nhiên lừa hết tài sản, cắm sừng đứa con trai. Khi mà Nghĩa đang dương dương tự đắc, hạ dạ khi vừa chiếm được công ty Hạ Lan và đổ được một đống tội lên đầu ông Trường, hắn quay trở về lạnh lùng, ném tờ đơn ly hôn cho Ngân Hà và chạy sang đoàn tụ cùng An Nhiên và con trai. Thì cũng là lúc chính hắn lại phát hiện ra một sự thật đầy cay đắng. An Nhiên đã chiếm hết số tài sản của hắn, và cũng chính đứa con trai đó cũng không phải là con của mình. An Nhiên là một cô gái bề ngoài thiện cảm, biết lắng nghe thấu hiểu, nhưng bên trong lại đầy những tâm cơ tham vọng. Núi cao thì có ngọn núi khác cao hơn, cứ nghĩ rằng mình cao tay để điều khiển được mọi thứ theo ý mình. Nhưng chính An Nhiên lại còn cao tay hơn, cô ả chỉ lợi dụng Nghĩa để đạt được mục đích của mình mà thôi. Vứt tờ đơn ly hôn cho Ngân Hà, trở mặt trên ván bài ngựa khi thừa nhận cho cô uống thứ thuốc vô sinh, Nghĩa hả hê kéo vali bước ra khỏi nhà để mặc cho Ngân Hà đau đớn quằn quại với những oán thù. Hắn khóc khởi vui mừng, nhảy chân sáo bước về căn nhà mà hắn đã từng mua cho An Nhiên và con trai. Ngày mà hắn chờ đợi đoàn viên đã tới, bao năm qua hắn phải nhận nhịn cũng chỉ là để muốn trả thù mối thù và chiếm đoạt được gia sản để quay về đoàn tụ cùng vợ con. Nhưng đời đâu có làm mơ. Vừa bước tới cửa thì tiếng nói của một gã đàn ông trong nhà đã vọng ra: anh đã đặt vé máy bay rồi, giờ chúng ta sẽ ra sân bay luôn. Vâng, em đã rút hết số tiền trong tài khoản của tên Nghĩa đây rồi, đủ để chúng ta và con sống hết đời này không phải lo lắng. Ừ, anh đã phải xa vợ con bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ chờ ngày hôm nay thôi. Rồi, em hiểu, qua bên kia em sẽ bù đắp cho anh lại được chưa? Nghĩa nhìn vào thấy một gã đàn ông đang ôm An Nhiên và hôn say đắm, đoạn cả hai kéo vali bước ra cửa. Nghĩa nóng mặt, hai tay nắm đấm đẩy cửa bước vào. An Nhiên, thế này là thế nào? Đây là thằng nào hả? Nghĩa chạy lại đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia. An Nhiên đã chạy tới giằng ra: cái gì, em bênh hắn ta sao? Nghĩa vung tiếp một cú tát vào mặt An Nhiên. Được rồi, đến nước này thì tôi cũng không cần giấu giếm ấy làm gì nữa. Đấy là chồng của tôi. Chồng cô? Đúng, chả nhẽ bao nhiêu năm qua anh sống với cô vợ khác mà tôi không có được một người chồng bên cạnh à? An Nhiên trừng mắt lên nhìn Nghĩa. Cô, vậy con của chúng ta thì sao? Nghĩa bàng hoàng run lên. Con ư? Nó cũng đâu phải là con của anh. Anh chỉ là đồ vỏ mà thôi. Nghĩa toan chạy lại định đánh An Nhiên thì đã bị gã đàn ông kia nấm vào bụng khiến cho hắn nằm nhăn nhó. Cảm ơn chú em, những năm qua đã chu cấp lo lắng cho vợ con anh. Giờ lại còn tặng tài khoản số tiền lớn như thế này để anh đi du lịch. Thôi thì kiếp sau lỡ có gặp anh sẽ báo đáp nhé. Gã đàn ông nắm tay An Nhiên rồi kéo chiếc vali để lại Nghĩa đầy cay đắng ở góc nhà.